Người bố tàn độc nhất Việt Nam tự tay đào huyệt chôn con ở hông nhà để tha hồ dẫn gái về nhà ngủ PKT. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng, lấy mạng con, tự tay đào hố chôn, vẫn thản nhiên hát karaoke dẫn gái về nhà ngủ, ra tòa vẫn nhuyễn miệng cười. Đó là tâm lý kinh tởm của tên sát nhân mang tên Nguyễn Minh Tâm. Chỉ cần nghe hắn khai toàn bộ hành vi đã thấy nổi da gà, hổ dữ không ăn thịt con ấy thế mà có những người không bằng con thú lại cả gan làm những chuyện trời không dung, đất không thả. Tất cả những thông tin này được sâu chuỗi lại, người ta mới ngờ ngợ ra sự máu lạnh đến tàn độc của người bố đã sát hại con. Người hàng xóm tên Thuận cho biết, ở đây phần lớn đều người quê miền Trung, thỉnh thoảng anh em đồng hương rủ nhau làm vài quai, hẳn huyên tâm sự. Tôi vẫn thấy tâm trạng tâm vẫn vui vẻ bình thường, con rủ chúng tôi đến nhà nhậu. Khi không rủ được ai nhậu, nó ôm chai rượu uống một mình, rồi mở karaoke hát ẩm ĩ. Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2015, một người bạn rủ đến quán Cháo Lòng Ăn Sáng, gặp Tâm cùng ngồi chung một bàn. Ăn miếng thịt nạc dai quá, người bạn đột nhiên nói với Tâm: "Thằng thắng ăn thịt nạc cũng phải nhả ra như tôi. À, sao mấy ngày nay tôi qua nhà chú không thấy nó là sao?" Mặt Tâm bỗng biến sắc trả lời: "20 năm nữa bác mất mới gặp được nó." Thế mọi người ngạc nhiên, Tâm vội thanh minh: "Tôi cho thằng bé cho người khác nuôi rồi." mươi năm nữa thằng bé lớn lên mới tiếp tục về nhà thăm tôi Thì bác mới gặp được chứ sao Khi thấy Tâm nói như vậy Cả nhóm ngờ ngợ Vừa tin chắc Tâm khó khăn thật Nên mới làm thế Chỉ thấy tội cho đứa con ấy vậy mà hai ngày sau đang ngồi ở ngõ Ông Thuận gặp mấy người làm chung công ty với chị Trinh Hỏi nhà để đến chia buồn Về sự ra đi đột ngột của đứa con Người hàng xóm ngạc nhiên sâu chuỗi lại sự việc Ông nghi ngờ đứa bé mất tích quá bí ẩn Liền báo tin với công an khu vực Vụ án xảy ra vào năm 2015 khi người dân sống ở phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, có một nhóm công nhân đang làm việc tại công ty TW đóng tại khu công nghiệp Biên Hòa đến khu phố 4, hỏi nhà Nguyễn Minh Tâm để đến thăm viếng việc con trai Tâm là cháu Nguyễn Minh Thắng 5 tuổi đã mất. Tuy nhiên, nhiều người sống cạnh nhà Tâm hết sức ngỡ ngàng vì họ không hề hay biết chuyện này, trong khi nhiều ngày nay họ nghe tin con trai Tâm bị mất tích. Một người hàng xóm sau đó có nghe mùi hôi thối bốc ra từ nhà Tâm nên sang dò hỏi, nhưng Tâm chối bay như không có chuyện gì xảy ra thậm chí Tâm còn thản nhiên thông báo với mọi người là chuẩn bị về quê chơi. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, một số người dân đã trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan công an để làm rõ. Bởi trước đó Tâm thường thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ con, đồng thời nhiều ngày qua không thấy cháu Thắng ra vui chơi với các cháu nhỏ trong xóm. Có người ngửi thấy mùi tử khí, thối giữa bốc lên ở nhà Tâm nên đã xin nghi. Khi công an thành phố Biên Hòa đến xác minh, Tâm bảo vợ ra nói con bị bệnh tử vong, rồi đóng cửa cố thủ trong nhà. Ba tiếng sau đối tượng mới chịu ra theo công an về trụ sở làm việc phải hai ngày sau đó đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội chỉ nơi chôn con ở bên hông nhà khi công an đến khai quật để khám nghiệm pháp y hàng xóm xung quanh mới ồ lên vỡ lẽ mấy ngày trước tâm có qua nhà đối diện mượn cái xà beng đào hố trong đó nó có nói với tôi sẽ trồng một cái cây mai cạnh nhà nên không ai nghi ngờ Cách một ngày bị công an bắt, Tâm làm tiệc chia tay định ngày sau sẽ bắt xe về quê ở Hà Tĩnh. Có lẽ nó định sáng tờ mờ sẽ đào lên rồi đem về quê chôn cất hỏng lấp liếm tội ác. Ngày nó lập một cái bàn thờ mới bên cạnh bàn thờ tổ tiên, người dân không dám hỏi lý do, giờ mới biết dành cho đứa con tội nghiệp. Người hàng xóm kể lại, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng tâm còn ác hơn cả hổ dữ. Một đứa con ngoan ngoãn, hàng xóm ai cũng thích, thế mà nó nhẫn tâm sát hại. Lúc đứa con được khai quật lên, chị Trinh sốc quá, không khóc được, mặt cứ đờ ra vô hồn, bỏ ăn mấy ngày. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của tên sát nhân máu lạnh này. Tên thật Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1982, quê quán phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tình án tiền sự một. Tâm sinh ra trong một gia đình khá giả có bốn anh chị em, được mẹ chiều chuộng nhất nhà, đối tượng sớm sinh hư hỏng, nhưng vẫn thi đậu một ngành thuộc hệ cao đẳng. Cuộc sống xa nhà càng tạo cơ hội cho Tâm ăn chơi, giao du với những thành phần bất hảo. Tâm từng bị bắt vì liên quan đến buôn bán ma túy. Sau khi ra tù, gia đình làm thủ tục cho Tâm đi xuất khẩu lao động, mong cắt đứt đám bạn xấu. Làm việc ở xứ người 3 năm, bản tính ham chơi không thay đổi. Tâm còn sa vào rượu chè cờ bạc. Về nước, đối tượng lấy một người vợ cùng quê, đám cưới tổ chức khá linh đình. Chung sống được một khoảng thời gian, người vợ khăn gói về nhà ngoại vì không chịu nổi tính vũ phu của chồng. Một thời gian sau đó, Tâm lấy thêm hai người vợ, có người đăng ký kết hôn, có người không. Sống với nhau chưa kịp mang bầu, họ đều lần lượt ra đi để thoát khỏi cuộc sống của bị chồng suốt ngày dùng nắm đấm nói chuyện. Trước bàn thờ vong bí ẩn, Tâm sát hại con 10 ngày sau đó bị bắt tại hiện trường nạn nhân ở Trần chỉ mặc quần đùi và đang trong quá trình phân hủy. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng công an xác định cháu Thắng đã tử vong do tác động ngoại lực. Theo lời khai của Tâm, việc tên này sát hại con mình đã xảy ra từ ngày 15 tháng 9, tuy nhiên tại thời điểm đó vợ Tâm không ở nhà nên không phát hiện ra. Chị Nguyễn Thị Trinh 40 tuổi, mẹ của nạn nhân cho biết chị và Nguyễn Minh Tâm kết hôn được 9 năm và có 4 đứa con. Cháu lớn được gửi ở nhà bà ngoại tại Hà Tĩnh. Nhiều năm nay cháu Thắng là con thứ hai. Hai vợ chồng mới mua nhà và chuyển về đây được hơn một năm. Cách thời điểm xảy ra vụ án này hơn 10 ngày. Do vợ chồng mâu thuẫn nên chị Trinh đã bế đứa con nhỏ lên một ra ngoài thuê nhà tá túc. Tại cơ quan điều tra, Tâm đã khai ra toàn bộ sự thật. Cụ thể, lúc 17 giờ ngày 15 tháng 9, trong lúc Tâm cho cháu Thắng ăn bánh canh, nhưng cháu không chịu ăn mà kêu khóc đòi mẹ. Do bực bội, Tâm tác động ngoại lực khiến con bất tỉnh. Tâm đưa cháu vào giường để nằm rồi trở ra uống rượu. Sáng hôm sau khi Tâm gọi con dậy mới biết con đã tử vong. Sau khi phát hiện con đã tím tái lạnh ngắt, điều đang nói là dù hoảng sợ nhưng sau đó một thời gian ngắn Tâm đã lấy lại được sự bình tĩnh và đào hố chôn con tại khu vực hẻm thông gió cạnh nhà. Sau ngày phi tang xác con, Tâm vẫn bình tĩnh phao tin với mọi người con bị bệnh đưa đi gửi nhờ người quen chăm sóc, rồi Tâm cũng từng bước nói dối vợ làm cho chị Trinh tin đó là sự thật. Một cán bộ điều tra cho biết khi nạn nhân tử vong, Tâm đã ra hiện trường dùng sẻng xà beng đào hố sâu 40cm trồn còn, xóa dấu vết kỹ càng. nhưng khi vợ Tâm về nhà đã không phát hiện được vụ việc. Đêm 15 tháng 9, sau khi Tâm gây án, một số người đã nhìn thấy Tâm chạy xe máy chở theo một cô gái ngồi sau ôm đứa con vào lòng. Cùng đêm, hàng xóm có nghe nhiều tiếng động lạ bên phía nhà Tâm. Sau đó họ nhìn thấy một cặp nam nữ là Tâm và một cô gái đi xe máy chở theo một đứa nhỏ rời nhà. Có người dò hỏi thì Tâm nói nhà không có người và cháu đang bị bệnh nên đưa cháu đi gửi nhờ người quen trông giúp. Chiều 15 tháng 9, chị Trinh về nhà không thấy cháu thắng đâu nên gặng hỏi thì Tâm âm ừ, cho biết đã gửi con cho họ hàng chăm sóc. Từ sau ngày lấy mạng con ruột, Tâm vẫn tiếp tục tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại nhà xem như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần chị Trinh về nhà thăm con không thấy, chị có hỏi con đâu thì bị Tâm đuổi đi. Đến ngày 23 tháng 9, bị hỏi gắt, Tâm mới nói với chị Trinh là thằng Thắng bị bệnh, mất tại bệnh viện đã hỏa thiêu mang cho cốt lên chùa gửi, sau đó tâm lập bàn thờ tại nhà để thờ con. Người hàng xóm cũng tả lại bàn thờ có sữa, kẹo mút và kẹo, nghi ngờ đó là bàn thờ trẻ con nên sinh nghi lập tức báo công an. Ngày 23 tháng 9, Tâm đã đi đến một nhà xe tại phường Trảng Dài đặt xe vé cho Tâm và con Tâm về quê vào dạng sáng ngày 24 tháng 9. Cùng lúc này, công an phường Trảng Dài nhận được tin báo của người dân có sự cố bất thường xảy ra ở nhà Tâm. 21 giờ cùng ngày công an và dân phòng đã đến nhà Tâm để kiểm tra hành chính nhưng đến 22 giờ cùng ngày Tâm mới mở cửa. Chiều 24 tháng 9, công an đã tổ chức khai quật hố chôn phía hông nhà. Trong một cái hố dài và ngang khoảng 2 tấm gạch, sâu khoảng 40 cm, khám nghiệm pháp y đồng thời áp giải Tâm trở về nhà công bố lệnh bắt tạm giam. Tối 24 tháng 9, cơ quan chức năng đã hoàn thành công tác khám nghiệm, bàn giao nạn nhân về cho gia đình mai táng. Còn mẹ nạn nhân cũng là vợ của hung thủ, chị không khóc nhưng trong mắt đỏ hoe. Nhìn người ta khiêng quan tài con đi, chị chỉ ú ớ không nói nên lời, nước mắt lã chã rơi. Chẳng đủ sức gượng dậy nổi để tiễn con, chị ngồi bệt sõng xoài giữa nền nhà, ánh mắt bất lực. Khi thấy mọi người khiêng quan tài anh mình đi, đã khóc ré lên nhìn thấy cảnh đó, nhiều người đã không kìm được nước mắt. Đám tang lặng lẽ với hơn chục người đưa tiễn cháu, đi giữa cái nắng gắt như đổ lửa, một đám tang lặng lẽ, không cờ, không kèn và không chống cuộc tình đổ giá cặp lại được biết cuộc tình giữa Tâm và chị Trinh xuất phát từ năm 2007 Tâm bỏ vào Đồng Nai tình cờ gặp Nguyễn Thị Trinh 35 tuổi quê Nam Định từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sinh được đứa con chị lại để cho chồng nuôi rồi bỏ vào Đồng Nai làm công nhân gia đình giận tuyên bố tử mặt sống không anh em họ hàng người phụ nữ đơn độc trong căn nhà trọ đơn sơ cho đến khi gặp Tâm và nhanh chóng trở thành vợ hờ Rồi giá cặp lại sống với nhau Tâm ăn bám vào đồng lương công nhân của vợ Suốt ngày nhậu nhẹt bài bạc, cứ say về tâm lại đè vợ ra chút giận. Khi biết tin vợ mang con đầu lòng, đối tượng từng có thời gian tỏ ra tu trí làm ăn. Được thời gian ngắn thói ăn chơi tái phát, kinh tế gia đình khó khăn, đứa con gái đầu sinh ra được 6 tháng phải gửi về cho bà nội nuôi. Hai đứa con nữa ra đời, có trai có gái, cuộc sống không hề thay đổi. Khoảng tháng 6 năm 2013 thấy cuộc sống ở trọ của con quá khó khăn, gia đình tâm gom góp tiền cho vợ chồng mua được căn nhà ở phường Trảng Dài sinh sống. Chị Trinh mang thai đứa con thứ tư tâm thêm tật gái gú khiến chị giận dỗi bỏ đi ở trọ vợ không ở nhà tâm đưa người tình về sung sống hai tháng sau cặp tình nhân dắt nhau về quê công khai quan hệ ở quê được một thời gian tâm cùng người tình vào lại tiếp tục sống trong ngôi nhà không có nhiều tiền tâm gọi điện về xin mẹ dọa bán nhà nếu mẹ không gửi tiền thương hai đứa con phải sống cùng người tình và cha chị trinh đành quay về sống chung không đói hoài tới người sinh con cho mình không lấy làm xấu hổ tâm còn vỗ ngực tự hào chẳng có thằng nào có hai vợ sống chung một nhà như tao. Sống cùng người tình của chồng một thời gian ngắn, chị Trinh nuốt nước mắt vác bụng bầu ra ở trọ lần nữa. Gần sinh con vẫn đơn độc đạp xe đi làm. Một ngày mưa tầm tã, người phụ nữ sinh rớt con trong công ty, may mắn mẹ tròn con vuông. Chị Trinh bế đứa con trai út về, người chồng từ chối bảo đó không phải là con mình. Vì khi mang bầu chị ở trọ, chị ấy hiện lành quá, cứ cắn răng chịu đựng để các con có cha, nhường chỗ cho người tình sống cùng chồng, còn mình ở chợ nhà trọ. Lúc đưa bé được 5 tháng, chị bế con về thì bị tâm dạy dỗ đến tím mặt. Trong hộ khẩu gia đình, không có tên Trinh và bé út. Mỗi lần bị tác động vật lý, Trinh không dám đến bệnh viện khám vì chồng không cho phép. Hàng xóm biết chuyện chị bị dạy dỗ nhưng không ai dám can thiệp vì tâm đe dọa. Thằng nào dám can thiệp vào chuyện gia đình này ta sẽ không tha. Trước đây, khi bị tâm dùng nắm đấm nói chuyện, Trinh biết đường chạy ra khỏi nhà xin ngủ nhờ nhà hàng xóm lánh nạn. Càng ngày chị càng bị uýn đến ngơ ngẩn, cứ lầm lũi một mình không dám chia sẻ với ai một lời. Trong đám tang đứa bé tội nghiệp rất đông người làm chung công ty đến chia buồn, chị Trinh ngồi tiếp, chưa nóng chỗ đã bị người em chồng vội vàng dắt vào trong buồng. Trước hành động không cho chị Trinh tiếp xúc ai của người em chồng, người đến viếng lễ tang đều bức xúc cũng có người bức xúc trước đây mẹ tâm từng vào đây thể hiện tình cảm rất thân thiết với người phụ nữ lang trạ với con trai nếu một người mẹ tốt sẽ khuyên con mình quay đầu để vun vén mái ấm với người sinh ra cháu cho mình anh ngờ bà ấy lại à a dua với con trai chúng tôi sợ sau lễ tang bên nội lấy tiền phúng viếng đuổi chị trinh ra khỏi nhà thì sau này lấy gì nuôi con mong pháp luật trừng trị người cha ác nhân và cần làm rõ người tình của anh ta có liên quan đến vụ án này hay không bởi thời điểm đó chị ta đang sống trong nhà này nụ cười máu lạnh giữa phiên tòa. Và đây là nụ cười tươi giói của hổ dữ đã ăn thịt con mình. Hắn vẫn tươi tỉnh, tỏ vẻ không hối hận trước hội đồng xét xử. Sau một năm tạm giam ngày 14 tháng 10 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm. Rồi những giây tiếp theo khi nghị án, Tâm đứng trước vành máu ngựa tỏ ra hối hận vì đã sát hại con của mình, thì người vợ, mẹ của bị hại lại không hiểu sao, lại không nói về nỗi đau mất con, mà chỉ cố sức giúp chồng được nhẹ tội. Trinh khóc nói: Tại tôi bỏ đi nên chồng tôi mới xử sự như vậy. Tôi là người có lỗi chứ chồng tôi không có lỗi. Chỉ vì tức giận nên anh ấy vô tình làm con vậy chứ không có ý hại con mất mạng. Chỉ vì lo cho chồng hay vì áp lực buộc phải cứu giúp chồng mà chị Trinh thậm chí còn có những lời lẽ bất chấp luật pháp khi cho rằng chồng mình chưa làm điều gì gây ảnh hưởng cho xã hội, chưa làm hại ai, không trộm cướp và cũng không gây mất mát gì cho xã hội thì tại sao lại bị bắt? Chồng chị chỉ dạy dỗ con thôi, đó là chuyện trong nhà chị không gây mất trật tự ở địa phương. Với tư cách vợ của bị cáo, lời nói của một người vợ muốn chồng được giảm nhẹ tội là điều người phụ nữ cần làm. Tuy nhiên với tư cách người mẹ của bị hại, nhất là trong trường hợp bị hại là đứa con trinh dứt ruột đẻ ra thì việc trinh đôi co với hội đồng xét xử để cho rằng chồng không phạm tội đoạt mạng người, không hại người trong xã hội là điều khó có thể khiến người khác chấp nhận. Điều đó được thể hiện ngay tại phiên tòa khi những người hàng xóm nhân chứng vụ án nghe chị lớn tiếng đòi công bằng cho chồng đã tỏ ra rất bức xúc. Họ cho rằng hành vi đào huyệt chôn con lén lút để che giấu tội lẫn lỗi là sự độc ác. Nếu là chú ấy, tôi sẽ không xin giảm án. Tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình bị cáo từ lúc mới đến cho đến khi vụ án xảy ra và thấy khó có thể chấp nhận hành động đó. Chú ấy có về địa phương sinh sống thì sống sao được với vết nhơ tội lỗi như thế. Cuối cùng bản án 16 năm tù dành cho người chồng được đưa ra, phiên tòa kết thúc. Người mẹ, người vợ ấy cố gắng thể hiện thái độ phản đối bản án 16 năm tù của chồng trong khi bản thân chị với tư cách người mẹ mất con phải hứng chịu sự phẫn nộ của những người dự phiên tòa. Sau phiên xử sơ thẩm, đại diện phía bị hại làm đơn kháng cáo yêu cầu tăng án đối với Tâm. Tuy nhiên xét thấy bản án sơ thẩm đã xử đúng người đúng tội, hội đồng xét xử của tòa án cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 16 năm tù đối với bị cáo Tâm. 16 năm tù sẽ giam hãm con thú trong người Tâm, nhưng có lẽ những hình ảnh về tội ác chôn con rồi phi tang sẽ ám ảnh hắn đến hết cuộc đời. Người chồng độc ác nhất Việt Nam chôn vợ dưới bồn cầu suốt 5 năm, ngày nào cũng lên chùa cầu siêu. Cho rằng vợ ngoại tình hung thủ đã sát hại vợ rồi phi tang xác giấu dưới hầm cầu. Sau 5 năm che giấu tội ác tay trời, đổ tiếng ác cho người từng đầu ấp tay gối là bỏ nhà theo trai, Nguyễn Trung Hoàng đã phải trả giá cho tội ác của mình, cùng sự thật đã sáng tỏ, giúp minh oan cho nạn nhân thoát tiếng lẳng lơ. Tận cùng tội ác Ngày 17 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra PC45 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Hoàng 38 tuổi, ngụ thị trấn Đất Đỏ để điều tra về tội sát hại người. Hoàng bị cáo buộc là gây ra sự ra đi của vợ là chị Phan Thị Thuần sinh năm 1982, phi tang thi thể nạn nhân xuống hầm cầu trong nhà. Vụ án sẽ mãi rơi vào quên lãng nếu trong các cuộc nhậu, người thân của nghi can không buột miệng bóng gió về sự mất tích của chị của nạn nhân. Từ khi không liên lạc được với Phan Thị Thuần, gia đình linh cảm chị bị sát hại chứ không phải bỏ nhà theo trai như lời Hoàng nói. Theo gia đình Hoàng vốn chăm chỉ đối xử tốt với gia đình, hai vợ chồng Hoàng làm phụ hồ, năm 2006 họ sinh con trai đầu lòng, năm 2011 do Hoàng quá ghen tuông nên chị Thuần giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau khi xã hòa giải, Hoàng mang đồ đạc sang nhà cha mẹ vợ ở chung. Được 3 tháng, Hoàng xin phép gia đình đưa vợ con về nhà riêng ở thị trấn đất đỏ. Thời điểm này, Hoàng làm cai thầu xây dựng, rủ một người bạn ở huyện Long Điền về nhà để cùng đi làm công trình. Lúc này chân của Hoàng bị đau trở lại do bị tai nạn trước đó nên phải ở nhà và người bạn này đã chở chị Thuần đi làm. Từ chuyện trở đi này mà hai người phát sinh tình cảm, Hoàng quen tuông và chị Thuần ra bà rịa thuê nhà trọ ở riêng nhưng vẫn đưa đón con đi học. Trong một lần cãi cọ to tiếng do quá tức giận, chị Thuần đã lấy một khúc cây đánh chồng. Hoàng răng lại khúc cây và gây án khiến chị Thuần tử vong biết mình đã gây tội ác hoàng định báo với người nhà để lo hậu sự sau đó sẽ ra công an đầu thú xong thấy thương con trai còn nhỏ không ai chăm sóc hoàng đã nghĩ ra cách che giấu tội ác chờ khi con lớn sẽ tự đi đầu thú ngay trong đêm hoàng một mình cậy hầm cầu nhà vệ sinh phi tàng xác vợ hì hục đến gần sáng những mảnh thi thể cuối cùng và các tăng vật gây án gồm dao liềm và những bộ phận quần áo dính máu cũng được hoàng đẩy hết xuống hầm cầu sau đó hoàng sửa sang lại nhà vệ sinh một cách hoàn hảo, che đậy tội ác gần 5 năm trời mà không ai hay biết. Đến sáng hoàng đi mua bồn cầu mới lắp lại. Sau khi thực hiện hành vi sát hại vợ phi tang xác, hoàng tiếp tục đi làm bình thường, có phụ làm công quả ở chùa và tung tin là vợ đã bỏ nhà theo trai. Tôi không cố ý, thấy vợ đi với người khác nên mới cãi lộn rồi xảy ra chuyện. Giờ nghĩ lại tôi rất hối hận. Hoàng tỏ ra hối lỗi, rơm rớm nước mắt khi nhắc đến con trai và mong được hưởng khoan hồng để sớm trở về nuôi con. Sau khi sát hại vợ và phi tang, khi ai hỏi về chị Thuần thì Hoàng đều trả lời rằng vợ bỏ nhà đi theo nhân tình và cũng không biết là đi đâu. Hàng ngày Hoàng vẫn sống bình thường ở căn nhà cũng là hiện trường vụ án mạng cùng với con trai năm nay lên 10. Căn nhà này do hai vợ chồng Hoàng tự tay xây dựng. Ban ngày hai vợ chồng họ đi phụ hồ, tối về xây chứ không thuê thợ. Hoàng thường làm đến 10 giờ đêm mới nghỉ ngơi, khi nghe nói chị Thuần bỏ đi thì anh Hoàng cũng không xây cho xong và cũng không quét sơn, trang trí cho hoàn chỉnh mà cứ thế giang dở để ở. Từ ngày đó Hoàng sống khép kín ít giao tiếp và cấm con trai đi chơi. Hoàng cũng dành nhiều thời gian đi lễ chùa niệm Phật. Hàng xóm láng giềng không hề nghi ngờ. Ba tháng sau gia đình gửi đơn đến công an trình báo việc chị Thuần mất tích. Lúc này Hoàng cũng gửi đơn đến tòa xin đơn phương ly hôn. Do gia đình chị Thuần lên trình bày việc đề nghị điều tra vụ mất tích, nên tòa không giải quyết. Công an trả lời không có căn cứ điều tra việc chị Thuần bị sát hại. Gia đình linh tính Thuần bị Hoàng sát hại nhưng không có bằng chứng nên đành thôi. Người nhà chị Thuần nói, tuy nhiên sau đó chứng cứ chị Thuần bị sát hại liên tục vô tình xuất hiện. Đầu tiên là năm 2013 trong lúc nhậu, người thân của Hoàng vô tình nói nghe tin là chị Thuần bị sát hại vứt xuống giếng. Tin này đến tai và gia đình đến hỏi thăm nhưng chẳng có manh mối gì. Đến tháng 3 năm 2017, Thông tin chị Thuần bị sát hại lại có người nói trong một cuộc nhậu. Theo đó, một cán bộ ngân hàng tại huyện Long Điền cho hay là chị Thuần có gửi tiền tiết kiệm nhưng mấy năm không thấy tới rút tiền hay ra hạn. Trong bàn nhậu có người thân của Hoàng và người này vô tình nói, Thuần đã bị sát hại sao lấy. Thông tin này lại tới tai gia đình chị Thuần, lần này gia đình tiếp tục gửi đơn lên công an huyện Đất Đỏ. Anh Lê Minh Sang anh rể nạn nhân cũng là người cùng với vợ mình làm đơn xin điều tra vụ án này khẳng định chắc chắn không có chuyện hoàng tự thú, bởi thế hoàng nhiều lần được mời lên công an làm việc nhưng đối tượng này luôn phủ nhận tội lỗi. Cũng theo anh Sang thì sau khi chị Thuần mất tích, cả gia đình đã tìm gặp con trai chị Thuần khi đó mới 6 tuổi, vắng nghe cháu kể lại, vào ngày 20 tháng 8 năm 2012, khoảng 18 giờ 30 phút chị Thuần ở nhà chuẩn bị mọi đồ đạc để cho con trai hôm sau sang nhà bà ngoại ở ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để ăn dỗ ông ngoại. Tuy nhiên khi chị thuần đang ở trong nhà lấy quần áo cho con trai thì hoàng vào đóng cửa lại tắt đèn đuổi con trai ra ngoài và yêu cầu con sang nhà bà nội chưa đi ra khỏi nhà con trai chị thuần bất ngờ nghe mẹ mình la hét lớn tiếng rồi sau đó im bặt do cha đã đóng cửa nên cậu bé đành phải sang nhà bà nội kể từ đó cậu bé trở thành trẻ mồ côi mẹ anh sang cũng cho biết trước ngày bị sát hại thuần đã nhiều lần bị chồng hành hung có lần chị bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay thừa sống thiếu chết những lần như vậy chị thuần lại phải chạy về nhà mẹ đẻ nương náu lần nào cũng vậy hoàng lại qua nhà vợ xin lỗi năn nỉ và xin đón hai mẹ con về nhà được một thời gian hoàng lại dở sói vũ phu lần cuối cùng trước ngày xảy ra án mạng thuần cũng bị chồng tác động vật lý phải về nhà ngoại ở ba tháng trời hoàng lại một lần nữa sang ỉ ôi với mẹ và anh chị em vợ xin được rước thuần về những lần như vậy gia đình đã nhiều lần khuyên bảo nếu không hạnh phúc thì nên chia tay sống như thế sao chịu nổi thương con thuần một lần nữa tin chồng trở về tổ ấm khoảng hai tháng sau trước ngày dỗ cha cô đã bị chồng sát hại một cách dã man sát hại vợ xong hung thủ còn đổ tội cho vợ ngoại tình rồi nhồi vào đầu đứa trẻ những suy nghĩ hình ảnh không tốt về gia đình bên ngoài hoàng còn căm ghét anh chị vợ vì lên chùa rêu giao là anh ta sát hại vợ giờ đây sự thực đã được phơi bày nỗi oan của chị thuần sắp được rửa sạch hơn bốn năm trời chị thuần mới có được ban thờ để khói hương Cậu bé con trai chị Thuần giờ đã học lớp 5 vẫn chưa biết cha nó bị bắt. Gia đình vẫn giấu bảo cha nó đi làm ăn xa chưa về. Đau đớn nhưng không ai nỡ bắt đứa trẻ phải đối diện sự thật. Hung thủ sát hại mẹ nó chính là cha nó. Trả giá cho tội ác. Từ lời khai của Hoàng, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Khám xét khẩn cấp nhà Hoàng, khai quật bể phốt vệ nhà vệ sinh và phát hiện bộ xương người cùng một số vật chứng vụ án như lời khai của Hoàng. Tại phiên tòa sáng ngày 24 tháng 10, Hoàng khai nhận hành vi của mình và liên tục khóc khi khai báo. Hoàng cho rằng biết là hành vi phạm tội nhưng vì phải nuôi con nhỏ nên trước đây không dám ra đầu thú. Hội đồng xác nhận nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, khi lượng hình sẽ thấy bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự, nên tòa đã tuyên phạt Nguyễn Trung Hoàng tù trung thân về tội sát hại người. Kết thúc phiên tòa, đa số người dân đồng tình với bản án của tòa tuyên nhưng trong ít nhiều người dân đã từng là hàng xóm của vợ chồng Hoàng, buông tiếng thở dài khi nghĩ về bé trai tội nghiệp. Chỉ vì cách hành xử của người lớn mà giờ đây, em đang từ những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ trở thành trẻ mồ côi. Bị đòi như mõ, Trần Quốc Vũ lên kế hoạch sát hại chôn trong dãy cà phê dũng động lâm đồng. Phòng sử rộng, âm thanh vang, loãng, rất khó có thể nghe được lời của hội đồng xét xử và bị cáo đại diện bị hại. Tuy nhiên, hàng trăm người dân từ huyện Di Linh Lâm Đồng và thân nhân phía bị hại vẫn kiên trì theo dõi phiên tòa đến lúc tòa tuyên án. Đó là phiên tòa xét xử Trần Quốc Vũ, kẻ sát hại chủ nợ vì 15 triệu đồng ngày giáp Tết. Sự mất tích bí ẩn của nạn nhân. Trong lúc cả nước đang cuồng nhiệt cổ vũ cho trận chung kết vô địch U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan, thì các cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 công an tỉnh Lâm Đồng lại lặng lẽ phối hợp với công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng quyết tâm dồn sức làm sáng tỏ sự mất tích đầy bí ẩn của anh Tuấn. Tên thật Võ Thành Tuấn, tuổi 27 tuổi, địa chỉ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh. Trước đó, ngày 24 tháng 1, công an huyện Di Linh nhận được trình báo của ông Võ Thành Trọng, 58 tuổi, ngụ thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc về việc con trai Võ Thành Tuấn, tên thường gọi là Tướng, mất tích khi đi đòi nợ một số người trong thôn từ ngày 23 tháng 1. Đáng chú ý chiếc điện thoại của anh Tuấn đem theo vẫn đổ chuông nhưng gia đình gọi cả trăm cuộc mà không có ai nghe máy. Từ lời trình báo của ông Võ Thành Trọng cùng những thông tin xác minh ban đầu, Công an huyện Di Linh nghi ngờ Võ Thành Tuấn có thể đã bị sát hại trong lúc đi đòi nợ vào ngày 23 tháng 1. Lãnh đạo công an huyện Di Linh đã khẩn trương báo cáo vụ việc lên ban giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Với con mắt nghiệp vụ, tinh tường sau hàng chục năm đánh án, nhận thấy sự việc có dấu hiệu của một vụ án mạng, đại tá Vũ Nhân Khánh, lúc ấy là phó giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, đã cùng tổ công tác tới hiện trường chỉ đạo phòng PC45 cùng công an huyện Di Linh và các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ sự mất tích của anh Võ Thành Tuấn. Một số đối tượng thuộc diện tình nghi có liên quan đến việc làm ăn vay mượn nợ nần với anh Võ Thành Tuấn đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an, trong đó nổi cộm lên là Trần Quốc Vũ, 31 tuổi, quê quán thôn Đồng Lạc 1. Năm 2010 đã có một tiền án về tội cố gây thương tích nhưng được hưởng án treo, Vũ cũng chính là bạn thân của anh Võ Thành Tuấn từ nhỏ. Nhà mẹ đẻ của Trần Quốc Vũ và gia đình anh Võ Thành Tuấn sát nhau, từ khi lập gia đình 3 năm nay Vũ mới chuyển lên chỗ ở mới, cách nhà anh Tuấn khoảng 1,5 km. Nhiều năm qua, Trần Quốc Vũ là con nợ kinh niên của gia đình nhà anh Võ Thành Tuấn. Hiện đối tượng này đã ly thân vợ và sống một mình trong 5 gian nhà xây tại một địa điểm vắng ở thôn Đồng Lạc 1, xã Đinh Lạc. Ngày 25 tháng 1, Trần Quốc Vũ đã bị cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai. Tuy nhiên đối tượng này khẳng định không liên quan đến sự mất tích của anh Tuấn và cố tình tìm mọi chứng cứ để chứng minh mình là người ngoại phạm. Cụ thể đối tượng này trình bày vào ngày 23 tháng 1 không có mặt ở huyện Di Linh mà đi Đà Lạt thăm vợ đã ly thân đang làm việc ở Đà Lạt. Ngày sau đó, một loạt các biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai tập trung vào đối tượng Trần Quốc Vũ. Như nguồn tin của chính sát phòng PC45 công an tỉnh Lâm Đồng xác định ngày 23 tháng 1 Trần Quốc Vũ không đi Đà Lạt như khai báo mà vẫn xuất hiện tại địa phương với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Đặc biệt, cơ quan công an phát hiện khoảng 12 giờ 50 phút ngày 23 tháng 1, Trần Quốc Vũ đã dùng xe gắn máy chở một thùng các tông lớn di chuyển theo hướng từ xã Đinh Lạc lên xã Tam Bố, huyện Di Linh. Theo lối những con hẻm nhỏ, khi chứng cứ vụ án đã được củng cố, ngày 27 tháng 1, Đại tá Phạm Hồng Tuấn, trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục cho triệu tập đối tượng Trần Quốc Vũ để lấy lời khai. Lần này, với những chứng cứ không thể chối cãi, sau một ngày quanh co khai báo, Trần Quốc Vũ buộc phải thừa nhận mình chính là người đã sát hại anh Võ Thành Tuấn vào trưa ngày 23 tháng 1. Tuy nhiên đối tượng này không chịu khai ra vị trí đang giấu thi hài nạn nhân, mà ra điều kiện với cơ quan điều tra chỉ khai báo cụ thể về địa điểm trôn giấu thi hài nạn nhân sau 12 giờ trưa ngày 28 tháng 1. Đây cũng chính là ngày diễn ra đám cưới của em trai Trần Quốc Vũ. Cho nạn nhân đi 25 km phi tảng Sáng 28 tháng 1, bước đầu Trần Quốc Vũ khai nhận do dính vào cờ bạc cá độ thua nên thường xuyên phải vay mượn tiền của gia đình anh Võ Thành Tuấn với số lượng lớn và lãi suất cao. Đến nay sau nhiều lần trả nợ vẫn còn nợ gia đình anh Tuấn 15 triệu đồng. Thời gian gần Tết, Vũ luôn bị gia đình anh Tuấn gọi điện thúc giục trả nợ và còn cho đàn em đe dọa. Trưa 23 tháng 1, anh Võ Thành Tuấn lại điều khiển xe gắn máy đến nhà Trần Quốc Vũ để đòi khoản tiền 15 triệu đồng mà Vũ còn thiếu. Tại đây do Vũ chưa có tiền trả cho Tuấn nên giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Vũ bị anh Tuấn đánh nên đã đánh trả vào vùng mặt anh Tuấn khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà. Thế vậy Trần Quốc Vũ nảy sinh ý định sát hại nạn nhân nên đã dùng sợi dây dù sát hại Tuấn. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Trần Quốc Vũ ra phía sau nhà lấy các túi ni lông và bao tải chùm xác nạn nhân. Sau đó cho một thùng các tông lớn, loại thương dùng để đựng tủ lạnh buộc lên xe gắn máy trở đi trốn giấu giữa ban ngày ban mặt. Địa điểm đối tượng này hướng tới để trôn giấu xác nạn nhân là dãy cà phê của cha mẹ đẻ tại khoảng 15 tiểu khu 645 xã Tam Bố huyện Di Linh, cách hiện trường gây án khoảng 25 km. Đây là khu vực cách biệt với khu dân cư, việc đi lại vô cùng khó khăn hiểm trở do địa hình đồi núi, dốc mạnh. Quá trình chở nạn nhân đi trôn giấu sợ bị mọi người phát hiện, Trần Quốc Vũ không chọn đường lớn là quốc lộ 20 mà chạy quanh co theo những con đường trong hẻm nhỏ. Sau khi trôn giấu thì hải nạn nhân vào một ụ mối trên lưng chừng của một quả đồi giữa dãy cà phê của cha mẹ đẻ, Trần Quốc Vũ đã kiểm tra ví của nạn nhân, lấy 274.000 đồng cùng hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Chiếc thùng các tông một số vật dụng cá nhân của nạn nhân sau đó bị Vũ châm lửa đốt. Trở về nhà để tránh bị phát hiện, đối tượng này tiếp tục lấy điện thoại và xe gắn máy của nạn nhân, điều khiển xuống giữa đèo Bảo Lộc đoạn gần tượng Đức Mẹ ném tất cả xuống vực rồi bắt xe khách ngược về nhà mình. Tuy nhiên do địa hình đi lại quá hiểm trở và rộng nên sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định vị trí chính xác Trần Quốc Vũ chôn giấu xác anh Võ Thành Tuấn. Trong khi đó làm việc với cơ quan công an đối tượng này vẫn một mực khẳng định không liên quan đến sự mất tích của anh Võ Thành Tuấn. Từ ngày 25 đến ngày 27, hàng chục cán bộ cảnh sát công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Di Linh và các đội nghiệp vụ đã phải truy lùng theo dấu vết của Trần Quốc Vũ từ khi gây án cho tới lúc trở nạn nhân đi chôn giấu để phi tàng. Chỉ khi cơ quan chức năng đưa ra được những chứng cứ không thể chối cãi thì đối tượng này mới chịu thừa nhận hành vi đoạt mạng người. Tuy nhiên Trần Quốc Vũ không khai báo ngay vì chưa 28 tháng 1 là thời điểm diễn ra đám cưới của em trai hung thủ. Nếu khai báo mọi chuyện vỡ lở, có thể gia đình bị hại sẽ kéo tới quậy phá đám cưới này. Đúng như dự đoán, trong lúc đám cưới đang diễn ra, nhiều người đã kéo tới vây quanh nhưng cơ quan công an đã có mặt kịp thời ngăn cản nên không để tình huống xấu xảy ra. Đầu giờ chiều 28 tháng 1, sau khi đám cưới em trai kết thúc, đối tượng Trần Quốc Vũ mới chịu chỉ vị trí trôn giấu nạn nhân. Cơ quan chức năng đã lập tức dẫn giải Vũ tới nơi trôn giấu anh Tuấn để xác định vị trí. Để vào được hiện trường, cơ quan công an đã phải sử dụng tới loại xe jeep chuyên dụng dùng để leo đồi núi của lực lượng kiểm lâm. Sau hơn 40 phút di chuyển bằng xe chuyên dụng đến cuối một con đường mòn dẫn vào chân núi thì khu vực trôn giấu anh Võ Thành Tuấn cũng hiện ra đó là một dãy cà phê rộng lớn giáp danh với khu rừng già nguyên sinh. Tại hiện trường, nạn nhân Võ Thành Tuấn được chôn giấu trong một ụ mối hình hàm ếch. Sau khi vùi lấp khoảng 40cm đất, Vũ dùng lá cây và cạnh củi khô phủ lên trên bề mặt rất khó phát hiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật nạn nhân để khám nghiệm pháp y và bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về nhà lo hậu sự. Tối cùng ngày, Trần Quốc Vũ bị dẫn giải về nhà riêng tại thôn Đồng Lạc 1 để thực nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra án trung thân cho kẻ sát hại chủ nợ. Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra khẳng định chỉ có một mình Trần Quốc Vũ đoạt mạng chủ nợ, trôn phi tàng. Phải đến phiên xét xử sơ thẩm lần thứ ba diễn ra, gia đình người bị hại tiếp tục không đồng ý với bản án, đã phản ứng hội đồng xét xử ngay sau khi chủ tọa phiên tòa tuyên phạt bị cáo án tù trung thân. Sau khi tòa tuyên án, phía gia đình bị hại đã phản ứng, tiến tới hội đồng xét xử và gây náo loạn phiên tòa khiến lực lượng bảo vệ phải ngăn chặn vãn hồi trật tự để hội đồng xét xử và luật sư ra khỏi phòng xử án an toàn. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 239 triệu đồng. Trong đó, gia đình bị cáo đã tự khắc phục được 200 triệu. Bị cáo có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con của bị hại, mỗi tháng 2 triệu đồng cho tới tuổi trưởng thành. Án trung thân được đưa ra là phán quyết cuối cùng dành cho Trần Quốc Vũ. Mặc dù đến thời điểm này, nhiều người vẫn thắc mắc tại sao Vũ quanh co dã man nhẫn tâm đến vậy mà chỉ bị xử ở mức án trung thân. Tuy nhiên giam cả đời ở trong tù để vũ sống không bằng chết và dây dứt về tội ác của mình mới là hình phạt kinh khủng nhất hắn sẽ phải đối mặt. Gã trai lấy mạng người yêu trong dãy trọ bằng 22 nhát, giờ tới hình năng nặc xin được chôn cạnh mộ. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù giang hồ người nổi tiếng. Tuổi thanh xuân của một cô gái đã bị cướp đi vĩnh viễn bởi chính người mình yêu và gã trai 25 tuổi đã phải lĩnh án tử cho tội lỗi gây ra chỉ vì cơn ghen tuông không kiểm soát. Và trong phiên tòa nào hắn cũng khóc, thậm chí nằng nặc đòi được chôn cất chung với người yêu. Án mạng giữa phòng trọ vắng Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3, người dân ở đường số 1 khu phố 2 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nghe tiếng hô hoán trong dãy nhà trọ nên chạy đến thì thấy một nạn nhân nữ nằm bất động ở cầu thang nhà trọ, người bê bết vết huyết. Nghi có sự vụ nghiêm trọng nên mọi người tìm cách ngăn cản nam thanh niên thì người này dùng hung khí tấn công rồi chạy thoát ra khỏi hiện trường, sau đó hắn bị nhiều người truy đuổi. Sau khi mọi người vào dãy trọ kiểm tra thì phát hiện thấy chị Thùy Dương đang nằm thoi thóp ngay cạnh cầu thang của dãy trọ nên vội hô hoán đưa cô gái này đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do bị tác động nhiều nhát nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Nạn nhân được xác định tên thật là Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 1999, quê quán Quảng Nam. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân cùng các đội nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời điều tra truy xét vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định hung thủ gây án và tiến hành truy bắt. Đến dạng sáng ngày 28 tháng 3, đối tượng Phạm Ngọc Sơn đến đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hung thủ từ đây cũng được xác định rõ lý lịch như sau. Tên thật Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1992, quê quán Đắk Lắc. Theo cáo trạng vào khoảng tháng 7 năm 2016, Phạm Ngọc Sơn học lái xe tại thành phố Đà Nẵng, có quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Thùy Dương. Họ từng dắt nhau về nhà ra mắt bố mẹ được gia đình hai bên quý mến. Ngỡ rằng chuyện tình của hai người sẽ có kết thúc tốt đẹp, thế nhưng đầu năm 2017, Dương bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và xảy ra mâu thuẫn với bạn trai. Khoảng 2 tháng sau, Sơn cũng vào thành phố Hồ Chí Minh xin việc và tạm trú tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Giữa hai người cũng thường xuyên mâu thuẫn do công việc Sơn không ổn định lại hay kiếm cớ gây sự. Thấy bạn gái đăng ảnh vui chơi cùng người đàn ông khác. Sơn nổi cơn cuồng ghen quyết gặp Dương hỏi cho ra nhẽ. Chị Dương đòi chia tay nhưng Sơn không chịu. Sáng 27 tháng 3, Sơn chạy xe máy từ huyện Nhà Bè đến chỗ trọ của chị Dương để níu kéo tình cảm. Tại đây Sơn gõ cửa phòng đòi nói chuyện nhưng chị Dương vẫn ở bên trong không ra gặp mặt. Đến chiều cùng ngày, cửa phòng chị Dương mở. Sơn chạy vào tiếp tục nói chuyện níu kéo tình cảm nhưng không thành. Nên nảy sinh ý định lấy mạng bạn gái rồi nghĩ quẩn. Sau đó Sơn chạy đi mua con dao Thái Lan giấu trong người rồi quay lại phòng trọ của chị Dương rồi tiếp tục xin người yêu quay lại nhưng không thành công. Trong cơn tức giận, Sơn đã nhẫn tâm tặng người tình bằng 22 nhát dao. Sau khi gây án xong, Sơn đón xe ôm ra cầu Bình Triệu với ý định đi theo Dương nhưng được người nhà thuyết phục nên đã bỏ ý định mà đến công an đầu thú vào ngày hôm sau, đồng thời nộp con dao gây án. Trong phiên xét xử sơ thẩm, một đoạn trong cáo trạng của viện kiểm sát nêu Tức giận vì bị cự tuyệt, Sơn đã tặng người yêu 22 nhát dao. Tuy nhiên Sơn khai rằng mình chỉ làm năm nhát còn 17 nhát không biết ai đã đâm. Bị cáo nói sau khi người yêu gục xuống thì chị gái trên gác bước xuống đỡ. Vậy ý bị cáo là chị gái của Trang đã làm vậy đúng không? Sơn lắc đầu bảo rằng không biết, rồi lại ấp úng không diễn tả được. Khi hội đồng xét xử nhận định 22 nhát oan nghiệt đó đều do Sơn làm. Không khí trong phòng xử án trở nên ngột ngạt khi Sơn được người nhà cho biết mẹ đã mất do tai nạn giao thông trong thời gian cậu ta bị tạm giam chờ ngày đền tội. Lúc này, những gì người dự khán nhìn thấy không phải là một kẻ máu lạnh khai giành giọt việc mình đoạt mạng người yêu, mà là một cậu thanh niên 25 tuổi bật khóc nước nở, đau đớn khi mất đi mẹ ruột của mình. Vị hội thẩm nhân dân nói với kẻ thủ ác, chỉ vì từ chối tình cảm mà bị cáo nhẫn tâm lấy mạng người yêu bằng 22 nhát dao, Bây giờ gia đình bị hại phải đau khổ vì mất con, bị cáo có thể phải lãnh mức án cao nhất. Bị cáo có thấy bản thân quá dại dột hay không? Tại phiên tòa hung thủ mất khoảng 15 phút để kể lại toàn bộ câu chuyện của mình. Nạn nhân chỉ kỳ phản ứng trong 2 phút trước khi gục xuống. Nhưng quãng đời thanh xuân của một cô gái đã bị cướp đi vĩnh viễn bởi chính người yêu mình. Và gã trai 25 tuổi kia cũng lĩnh án tử cho tội lỗi của chính mình chỉ vì cơn ghen tuông không kiểm soát. Nàng nặc khi được chôn cạnh người yêu, Tại phiên tòa sơ thẩm sau gần một năm gây án, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng cho cơ hội làm lại cuộc đời. Trong phần thẩm vấn của hội đồng xét xử, Sơn liên tục khóc và bày tỏ bị cáo xin lỗi người thân và xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo đã hối hận về những hành vi phạm tội của bản thân. Mong hội đồng xét xử xử nhẹ hình phạt cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời chuộc lại lỗi lầm. Sơn biện bạch cho hành vi của mình, khi bị từ chối tình cảm bị cáo rất đau khổ, vì không điều khiển được hành vi của mình, bị cáo cảm thấy hụt hẫng nên mới hành động nông nổi như vậy. Hội đồng xét xử nhận định Phạm Ngọc Sơn có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo luật định, gia đình có bồi thường một phần cho phía nạn nhân trước đó, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng cần xử lý thật nghiêm. Xét Sơn không còn khả năng cải tạo để trở thành người tốt, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sơn mức án cao nhất là tử hình. Đồng thời tòa yêu cầu bị cáo bồi thường thêm 225 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Một ngày cuối tháng 4, bị cáo Phạm Ngọc Sơn 26 tuổi quê tỉnh Đắk Lắk đến tòa với bản án tử mà hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã ấn định. Có mặt từ sớm, cha của Sơn ngồi lặng lẽ tại một góc phòng xử, trên ngực áo người đàn ông tóc ngả hai màu này vẫn còn dính miếng tang đen. Vợ ông vừa qua đời sau tai nạn giao thông giờ đây mong mỏi lớn nhất của người cha này là phiên tòa phúc thẩm sẽ đừng cướp mất đứa con trai duy nhất của ông vĩnh viễn tấu hiểu nỗi đau mất con cha mẹ nạn nhân đứng bên an ủi chấn an cha của sơn hôm ấy cả vợ chồng này không đến để đòi mạng cho con mà họ đến để xin tòa giảm nhẹ hình phạt giữ lấy mạng sống cho kẻ đã ra tay tức đoạt mạng sống của con mình đến lúc đứng trước tòa sơn im bặt đôi bàn tay nắm chặt vào bục khai báo khi được hội đồng xét xử thẩm vấn về hành vi dã man của mình, anh ta mới trả lời, bị cáo từng khao khát được sống chung với Dương, đến cuối đời, bị cáo không hiểu nổi tại sao mình có thể làm chuyện tày đình với người mà bị cáo yêu thương. Sơn nói rằng, lý do anh ta làm đơn kháng cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt không phải vì muốn giữ lại mạng sống của mình, mà quan trọng hơn là để có cơ hội chăm sóc cho cha mẹ của nạn nhân. Mẹ bị cáo đã mất, bây giờ cha bị cáo phải một mình nuôi ông ngoại nằm một chỗ. Nếu bị cáo lãnh án tử, không biết cha có sống nổi không. Nó đến đây, Sơn bật khóc nức nở. Người cha già nhìn đứa con lầm đường rồi nghẹn ngào theo. Ông cúi mặt để che đi dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên cỏ má gầy xanh sao. Chứng kiến cảnh đó, nhiều người dự khán cũng không kìm được nỗi xót xa. Thế rồi cha nạn nhân bất chợt đứng dậy phân trần. Chỉ vì quá yêu con gái tôi, Sơn mới trở nên mù quáng. Tôi từng xem Sơn như con. Tính đến chuyện đám cưới cho hai đứa, nhưng không ngờ giờ sơn có đền mạng thì con gái tôi cũng không thể nào sống lại được tôi xin tòa giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo đứng cạnh chồng mẹ nạn nhân tiếp lời hơn ai hết gia đình tôi phải gánh chịu và hiểu rõ nỗi đau mất con tôi mong rằng nỗi đau đó không lặp lại đối với gia đình bị cáo nghe những lời nói chân thành ấy sơn ngoái đầu nhìn lại bằng đôi mắt biết ơn xen lẫn nỗi ân hận tột cùng tuy vậy đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa cho rằng những gì Sơn đã gây ra là vô cùng tàn nhẫn, cướp đi mạng sống của Dương, từ đó viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm, đề nghị tòa tuyên Sơn án tử. Quá đau khổ, cha Sơn quỳ gối xuống đất, nức nở van xin, "Tôi mong tòa cho con tôi một con đường sống, tôi sẽ bán nhà làm tất cả để bù đắp cho gia đình bị hại." Từng yêu quý Sơn như con ruột, mẹ nạn nhân cũng bật khóc rồi nói, "Tôi lại xin quý tòa cho Sơn một con đường sống." bày tỏ trước tòa cha bị hại nói rằng ông muốn lấy tình thương để đáp lại những thù hận bởi thù hận cũng không giải quyết được gì vợ chồng tôi tha thứ cho sơn mong sơn thoát tội tôi tin rằng con cái tôi đã khuất cũng sẽ đồng tình với quyết định của cha mẹ ông nói bằng giọng run run và đôi mắt đỏ hoe trực khóc những lời nói xuất phát thực sự cao cả của cha mẹ nạn nhân và tình yêu vô bờ bến khao khát níu giữ mạng sống cho con của người cha già khiến cả khán phòng ngập trong tiếng khóc Bất chợt Sơn quay lại rồi quỳ xuống đất mắt hướng về phía cha mẹ nạn nhân khẩn cầu. Mong cha mẹ tha thứ cho lỗi lầm để con có thể yên lòng nhắm mắt. Khi về trại giam con sẽ viết đơn xin thi hành án ngay. Khi con mất xin cha mẹ cho con được chôn cạnh Dương. Nói xong Sơn quay về phía cha mình rồi nói. Con mang trọng tội. Có lẽ số mạng con đến đây là hết. Cha ạ, nếu con phải đền tội cha cố gắng sống để còn chăm sóc ông bà. Chàng trai 26 tuổi nói rằng có lẽ đây là lần cuối có thể gặp mặt đầy đủ mọi người. Anh ta từng được sống một cuộc đời tươi đẹp, nhưng đã lỡ đánh mất mình chỉ vì không kiềm chế được ngọn lửa ghen tuông. Thế rồi bản án tử lại một lần nữa được tuyên lên. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy dù bị cáo đã ăn năn hối cải, gia đình bị hại đã tha thứ nhưng tội ác của Sơn là quá dã man nên không thể giảm án. Những tiếng khóc nức nở, tiếc thương lại bao trùm phòng xử. Ở tuổi 26, Sơn đã đánh mất mình để rồi trả giá bằng cả mạng sống. Còn Dương đã ra đi mãi mãi ở năm tháng đẹp nhất đời người. Phải chi Sơn kiềm chế được ngọn lửa cuồng ghen của mình, thì có lẽ người dự khán sẽ không phải chứng kiến cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thế rồi chiếc xe chở phạm nhân vụt khỏi sân tòa, để lại sự tang thương, bùa vây người cha già vẫn hoài dõi theo con. Buổi sáng một ngày cuối tháng 12 năm 2017, phong sử nằm ở góc trái sân tòa có rất nhiều người tập trung ở bên ngoài vì bên trong đã chặt kín chỗ. Ồ lấy mạng người yêu tận 22 nhát mặt trẻ măng à? Tiếng của một nhân viên bảo vệ khi ông bước gần tới cửa phòng xử án. Phòng xử đông len lỏi giữa những chiếc ghế chật trội là một người đàn ông bé nhỏ bận chiếc áo sơ mi trắng, bạc màu, làn da đen đúa cứ nhìn chăm chăm và chàng trai mặc áo xanh cúi gằm mặt trước hội đồng xét xử. Lúc sau, một người mới biết đó là cha nạn nhân, Phạm Ngọc Sơn, bị cáo 25 tuổi quê Đắk Lắc, cô độc đối diện với hội đồng xét xử khai rõ ràng từng chi tiết dẫn đến hành động đoạt mạng người yêu. Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Sơn, 26 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, mức án tử hình. Không lâu sau, anh ta có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, gia đình bị hại cũng làm đơn kháng cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này. Nhưng trước hành vi được đánh giá là nguy hiểm, có tính chất côn đồ, tại phiên phúc thẩm, tòa vẫn giữ nguyên bản án tử hình đối với Sơn. Nghe tòa tuyên án, Sơn bật khóc nước nở. Trong vụ án này, hung thủ luôn chuẩn bị trước kế hoạch dây án và rồi thời điểm nối lại tình xưa không thành, cũng là lúc giọt nước làm tràn ly, khiến họ trở nên manh động, ra tay tàn độc với người mình yêu. Kể cả hắn khóc nước mắt lưng tròng suốt trong các phiên xét xử sơ thẩm đến phúc thẩm, hoặc van xin được chôn cạnh người yêu thì tội ác của hắn thật sự nhờ nhuốc, khó lòng chấp nhận. Tình tiết trong những vụ việc trên quả thực không hiếm trong xã hội hiện tại có biết bao nhiêu đôi yêu nhau chia tay rồi níu kéo, nhưng nếu không biết tiết chế cảm xúc kìm nén cơn giận sắp bộc phát, liệu sẽ có bao nhiêu vụ án tình đầy thương tâm như những vụ việc nói trên sẽ xảy ra. Bạn muốn BKT làm về tiểu sử Giang Hồ, Tử Tù hai người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử Giang Hồ, Tử Tù người nổi tiếng mỗi ngày trên BKT.